đây đây rồi. Cái này là cái gì anh? Quả việt quất ạ. Quất à? Sữa ất thảo là ở đâu ấy? Đấy. Ba vì ngồi đây uống anh. Gấp thế cả. Ngon à? Không được. Hơi chua. Sữa này như kiểu sữa chua uống ấy. Sữa chua uống. Nó bảo có thời gian nào đi Ba Vì cắm trại. Ai? Một hôm. Anh đi không? Chỗ này là ở đâu rồi nhỉ? Trạm dừng chân Dĩ Phúc. Vĩnh Phúc rồi á? Sơn mình bên kia đường, bên kia bên này Xuân Đỉnh, bên đó bờ hồ đấy rồi.
cũng muốn đau nào nhất là đau vào rãnh đấy. Bao tiền này? Anh nói là 450 cái. Tôi dài phết này. Tôi là con ông rất quen mổ của ông ấy, ngồi đường lên đi. Quen. Biết ở đây. Tôi cho nhóm mượn xem một thời gian. Có cả điều khiển, điều khiển điều hòa. Bật công tắc chưa ông? Cửa anh ạ.
chứ ơi. Cho anh mời con Thạch Anh bốn ký mời con. Bốn mê à? Bốn mê. Gì đó? Thạch Anh mời mời con, Thạch Anh 8 mời con. Bữa nay bao tiền trái bà nhỉ? Ăn hòa? Cháu đang Hà Nội. Vâng. Xong rồi. Chơi kiểu đĩa khổ. Kiểu canh ấy nhỉ? Canh dưa. Canh dưa không? Không không nhiều mà lại nhiều, hai mấy người.